Mỗi lần gặp mẹ là chỉ nhắc tới tiền thôi. Thôi đừng nói nhiều nữa, tiền đâu? Mẹ nghĩ con là cái gì? Là máy in tiền hả? Hễ đưa tiền cho mẹ là mẹ đem đi mua đủ thứ chất đầy cả nhà như vậy. Mẹ của Miao luôn yêu cầu con gái của mình cung cấp đầy đủ số tiền mà mình cần. Chính điều này đã khiến Miao rất buồn lòng. Có người mẹ như vậy? Trời, con này thư hỗn ráo. Mẹ, mày chết nè. Nè, con phải chết nè. Đừng có nghĩ là mẹ không biết chuyện gì hết. Cái cô gái hôm trước con dắt về đây chứ còn ai nữa. Trong khi đó mẹ của Trinh không muốn Miao ở trong ngôi nhà của mình. Liệu Trinh sẽ có cách nào nhằm thuyết phục mẹ của mình hay không? Miao. Anh Phu. Em làm gì ở đây? Em đang định về nhà, nhưng mà tự nhiên em thấy nhức đầu quá nên mới về trễ. Em cẩn thận, cẩn thận. Cảm ơn anh để đưa em về nha. Giỏi thật. Buổi sáng thì đi cùng con trai tôi, còn buổi tối thì về cùng người đàn ông khác. Mời quý khán giả đón xem phần 4 tập 2 bộ phim Những Câu Chuyện Tình phát sóng lúc 11:50 ngày 27 tháng 7 trên kênh QRT.